màu tím nhạt nè, màu da nè, màu trắng và màu đen nha. Mẫu này là mẫu số 1 nha. Chia sẻ livestream giúp em đi mọi người ơi. Mẫu số 1 nè em. Có 5 màu nha. Có 5 màu nha. Màu trắng, màu đen, màu da, màu tím nhạt và màu xanh. Màu này bên chị bán rất là hot luôn nha. Mới về luôn, rất là đẹp luôn. Xin chào Thúy Quyên ạ. Xin chào mọi người mới vào xem live của em nè. Rồi nhắc lại một lần nữa nha. Màu này và 4 màu là màu màu này là màu xanh, màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu da và màu màu tím nhạt là có size 34 và 36, 34 và 638. Còn màu đen thì chỉ còn size 36 và 38 thôi. Rồi xin chào Thúy Quyên ạ, xin chào em, cảm ơn em nha. Trần Hữu Đức xin chào bạn ạ, xin chào mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem livestream của em. Bây giờ mọi người chia sẻ thêm cho em đi ạ. Lan Heo ơi, mẫu hồi nãy là không có gọng nhưng mẫu em đang mặc là có gọng nha, có gọng, có mút, cực kỳ mút nâng luôn. Đây, cái này là mút nâng kép nha mọi người nha. Ở đây nó có hai cái là gọi là mút kép. Thì mút kép cực kỳ nâng, nó sẽ nâng lên cái ngực của mình rất là đầy đặn nha mọi người, nhìn ngang nè. Đó, rất là đầy đặn đúng không? Làm sao để có như vậy thì mọi người phải mua cái bộ của em đang mặc đây. Giá chỉ có 100 ngàn thôi. Mẫu này chỉ có giá là 100 ngàn nha. Em đã nói gì mà lâu vậy? Em có em ghi địa chỉ của bà kia. Xin chào Long Triều, xin chào bạn nha. Trắng đen mã số 1 có địa chỉ rồi nha. Nguyễn Thúy Vi có địa chỉ cho em. Vậy cho em xin số điện thoại lại nha chị Nguyễn Thúy Vi ơi. Chị cho em xin địa chỉ của chị lại nha. Cho em xin địa chỉ, cho em xin số điện thoại của chị lại nha. Để em kiểm tra coi có địa chỉ chưa đó ạ. Rồi chia sẻ livestream giúp em đi mọi người ơi. Chia sẻ livestream giúp em nha. Màu trắng và đen size bao nhiêu ạ? Màu đen chỉ có size 36 và 38 thôi nha. 36 và 38 là có màu đen. Rồi chia sẻ livestream giúp em, chấm cho một cái nữa đi. Thiếu Nguyên chia sẻ cho chị chưa nè. Rồi chia sẻ livestream giúp em nha. Mẫu em đang mặc là mẫu số 2 nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu số 2, cực kỳ nâng luôn, rất là dày ha. Chào chào Khắc Tung các chị ơi. Xin chào Ngô An Trung nha. Xin chào bạn, số điện thoại ok chị Thúy Vi. Chị Thúy Vi ơi, cho em hỏi lại chị muốn mua size nào nha. Chị đang cầm size 34 không chị? Có nha em ơi. Mẫu chị đang cầm là có size 34 và đúng không em? Hai mẫu nào có size 34 chị quên rồi. Ba cái đó 34. Có 34 và 36 luôn hả? Dạ. Màu đen kìa. Màu đen thì có 36 không? Ok. Còn ê, một cái hả? Còn một cái hả? Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mẫu em đang cầm là có size 34 nha. 34 là có 3 màu, màu da, màu rú và màu đỏ nè. Rồi chị Thúy Phi comment lại giúp em. Váy trắng đang mặc có bán không? Không nha em ơi. Chị bán áo ngực mà em, váy gì ở đây vậy? Sao người ngộ ghê, nhiều người cứ hỏi cái cần bán mà không bán, không mua, không hỏi. Cái nào không muốn bán lại hỏi. Mẫu em đang cầm bao nhiêu? Là 100 ngàn thôi. Ghim cho chị một cái. Màu da 34, ok chị Thoa Lê nha. Ok em chốt cho chị Thoa Lê nè. 100 ngàn một cái nha mọi người nha. 100 ngàn một cái áo của em đang mặc thôi, rất là rẻ luôn nha. Màu da, màu rú và màu đỏ là 100 ngàn nha mọi người nha. 100 ngàn một cái nè. Các chị ơi có size 34 nha. 34 và 6 đúng không? Dạ. 34 và 6 nha. Nay view cao mà mờ cái thì đâu hết. Đúng rồi em, hôm nay mới vô là 300 mấy, là gần 400 ngàn người, 400 người xem rồi. Mạng nó lát quá xong rồi nó văng ra hết. Rồi mẫu đang mặc có bao nhiêu? Trời ơi, mẫu em đang mặc là 100 ngàn em nhắc hoài luôn mọi người, chú ý giúp em nha. 38 có màu trắng. 38 mã màu trắng. Không. 38 màu trắng, màu đen nha. Và màu đen nha, 38 em. Là mẫu đầu. Ừ, mã số 1 á. Ok chị Nguyễn Thúy Vi nha. Ok em chốt 100 ngàn, mã số 1 là 190 ngàn. Mẫu này là mẫu số 2, ai ghim cho chị chưa? Rồi mẫu này là mẫu số 2 nha mọi người, là 100 ngàn một cái nha. Loại này nâng nè bạn ơi. Thư Nguyễn ơi, loại này nâng nè. Inbox địa chỉ hay sao chị? Đúng rồi em ơi. Trên livestream chỉ cần là cho chị xin số địa chỉ cũng được. Xin là điện số điện thoại cũng được. Inbox riêng cho chị địa chỉ ngay bây giờ nha. Đây, mút này là mút kép cực nâng luôn. Có mút nâng nè, có gọng nè. Đó, cực kỳ nâng luôn cho mọi người. Mọi người nhìn cái ngực em nè đó, rất là đầy đặn ha. Chỉ cần nâng lên là nó dâng tới mặt rồi, tạo khe nữa, rất là đầy đặn nha. Mọi người sẽ mặc được cổ tim nè. Đó, mặc áo dài càng tốt luôn. Mà áo dài thì chọn với cái màu như thế này nè, màu da nè, màu ruốc nè. Mã số 2 màu da 36 không ạ? Có size màu da có size 36 nha Trang La La nha. Có nha bạn ha. Đây chị ghim cho. Rồi ok cả nhà nè, mã số 2 bên em có ghim rồi đó. Là 100 ngàn một cái mã số 2 nha. Nguyễn Thuận ơi, để một xíu em chưa bán được mà kêu ba cái 100 mà thì cái gì vậy? Ba gì vậy? Ba cái 100.
ba cái 100 hả? Vậy ra chợ bán đi ạ. À, ra chợ mua giùm em nha. Em không có bán giá đó nha. 100 ngàn một cái là giá rất là rẻ rồi. Không tin thì mọi người có thể qua shop của em Ngọc Trân, số điện thoại 3 cái 100 ngàn, số điện thoại, địa chỉ. Ờ à, chị ơi cho em xin địa chỉ. Chị mua màu nào Ngọc Trân ơi? Shop mình ở đâu hả? Shop mình ở địa chỉ là 389 đường Cách Mạng tháng 8 quận 10 nha. Trần Thị Tuyến ơi, ngực lép nâng nha chị yêu ơi. Cái này nè chị nhìn đi, đây là mút kép cực nâng nha. Mút kép là dành cho những chị nào ngực nhỏ, ngực muốn nâng ngực lên nha. Mẫu số 2 màu đỏ, màu da, size 36. Ok chị yêu nha. Chào chị Trinh, xin chào Đỗ Vân ạ. À, mã số 236 mà 3 màu, a à, 3 màu. Nhưng mà không phải 100 ngàn một cái nha chị nha. Mã số 236 ok là 3 màu. Này 36 em còn màu đen nữa nha mọi người nha. Màu đen là còn 36. Có áo không dây không chị? Có nghe em Yến Yến ơi, tí nữa chị sẽ like nha. Có like đầm ngủ hoặc quần chip không ạ? À? Có like quần chip nha Phương Khanh nha. Đầm ngủ thì bóp riêng cho em. Chị lấy màu da mã số 2. À, chị gần Cách Mạng 8. Chị có thể cho em xin địa chỉ, cho em xin số điện thoại lại nha chị ơi. Thảo Nguyễn nha. Chị gì ta? Chị Thảo Nguyễn. Nguyễn ơi cho em xin số điện thoại nha. Nếu chị nào biết shop em thì có thể qua lấy cũng được. Thì bên em không tính tiền ship thôi. Qua lấy luôn ok chị ơi. Cho em xin số điện thoại lại đi chị yêu ơi. Rồi 100k chứ không phải 3 cái nha. 100k đâu chị Ngọc Trân. Đúng rồi, 100 ngàn một cái nha mọi người nha. Mã số 234 ok. Chị Ngọc Nguyễn Nguyễn ơi cho em xin số điện thoại một lần nữa nha. Em xin nhắc lại một lần nữa là chị cho em xin số điện thoại luôn. Cho một bộ 7 sắc cầu vồng. Dạ Nguyễn Văn Tiến ơi, em không có bán 7 sắc cầu vồng nha anh ơi. Rồi Đỗ Vân ạ, chấm cho mình thêm nha. Không có gọng, áo không gọng không chị. Áo không gọng mã số 1 nha em Bảo Yến ơi. Mã số 1 là không gọng đấy em. Rồi màu đen này size 36 nha mọi người nha. Đây màu đen này là size 36 nha. Mút cực nâng luôn, mút kép nha mọi người nha. Màu đen Vân Hồ, ok chị yêu Vân Hồ. Cho em xin số điện thoại luôn nha chị yêu ơi. Shop mình ở đâu? Chị Vi Huỳnh ơi, shop em địa chỉ là 389 đường Cách Mạng 8 quận 10 nha. Mã số 2 chị Trang La La, ok chị yêu comment quá dễ thương luôn. Đó, cảm ơn chị yêu đã comment rất là nhiệt tình. Đó, địa chỉ số điện thoại ghi rõ cho em màu và size mã số 2. Đó, mình phải làm như vậy sẽ không bị lạc màu nha, không bị lạc bill nha. Có đồ lờ, có đồ lót Pikachu không ạ? À? Dạ không, liên hệ ngân 9 à, ngân 2000 ngân mon gì đó. Liên hệ giùm em chứ em không có bán đồ đó nha. Bán một cái màu đen đi. Ca Dương ơi, bên em bán một cái màu đen size 36, phải ghi địa chỉ rõ cho em nha. Mà cảm ơn Nguyễn Văn Tiến ạ, à, đẹp đẹp thì cảm ơn ạ. À. Rồi chia sẻ livestream giúp em đi. Rồi tụt view quá nè. Sao hôm nay mọi người đang xem tụt view quá do mạng đúng không ạ? À? Có bao nhiêu màu vậy? À, 36 là có đủ màu luôn đúng không em? 36 đủ size đủ màu đúng không? Dạ. Dạ có màu đen, màu ruốc, màu da và màu đỏ đi ạ. À. Màu son đẹp quá, cảm ơn bạn ạ. À. Nãy giờ em son chắc nó tuột màu hết trơn rồi. Rồi Vân Hồ có số điện thoại địa chỉ ok chị yêu nha. Rồi ngay quận 7 luôn ok chị yêu ạ. À. Gửi qua Bến Long An cho chị được không? Dạ được nha chị Vi Huỳnh ơi. Cho em xin địa chỉ và số điện thoại lại nha chị ha. À. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chia sẻ livestream giúp em đi ạ. À. Màu đen hết rồi hả? Dạ. Kiểm tra lại bên kia chị thấy có cái đen không biết phải cái đó không? Dạ không, cái đó rồi. Cái hả? Rồi màu đen hết rồi nha. Còn màu rút, màu da và màu đỏ thôi. Còn ba màu này các chị ơi. Xin chào Fukio nha. Em nói nghe nè. Người nào á mà muốn xem thiệt sự, muốn chơi nói chuyện với em á thì em sẽ cho mọi người nói chuyện với em. Mọi người cứ vô đây rồi khen này nọ, chê này nọ hoặc là nói này nọ là em chặn hết nha. Chỗ em bán hàng thôi chứ không phải là chỗ em livestream để em show hàng đâu. Không phải là con nhỏ mà bán đồ lót mà giơ con súng ra đâu, giơ cái súng đâu ra nha ha. Em chỉ bán đồ lót văn minh lịch sự thôi, còn người nào vô nói chuyện chửi nữa là em chặn hết. Rồi Hội Trần ok, Hội Trần màu đen size 36, ôi chết cha, màu đen size 36 hết rồi đúng không? Hết đen rồi Hội Trần ơi, em chọn màu khác giúp em nha Hội Trần nha. Sorry mọi người rất là nhiều luôn. Từ từ nha, chưa có gì hết mà qua mẫu rồi. Rồi tranh thủ giúp em để qua mẫu nha. Mình qua mẫu khác đi em ơi. Qua mẫu đó hả? Ok không dây. Tôi có nói gì không? Không, em đâu nói gì anh Phương Kyo đâu. Em nói những người mà comment để em chặn hết rồi. Em đâu có chửi mọi người. Nếu mọi người comment lịch sự thì em đâu nói gì đâu. Em đâu có nói gì đâu nè. Uống hết trà sữa chưa? Kệ mấy nói đi chị. Ok em nha. Thay mẫu mới cho chị đi.
Rồi tranh thủ giúp em nha mọi người nha, chia sẻ livestream giúp em nha. Rồi màu đen size 36 mã số 2. Hội Trần ơi, màu đen hết rồi Hội Trần à. Hội Trần ơi, Hội Trần à, bên em hết màu đen rồi nha. Sau lâu quá mà siêu shop khai trương nữa. Đỗ Thảo ơi, hiện tại shop vẫn đang bán kinh doanh bình thường nhưng mà đợi ngày tốt, ngày đẹp thì bên mình mới khai trương nha. Rồi tranh thủ giùm em nha. Mẫu này là mẫu số 2, giá là 100 nghìn một cái thôi. Màu ruốc, màu da và màu đỏ ha. Có size 34 và 36. Các chị nào cần ngực nhỏ thì cần mua những cái mẫu nâng ngực thì chọn mẫu này liền giúp em. Mẫu này bên em bán cực hot luôn, không mua rất là tiếc nha. Màu đen bên em bán rất là chạy nên hết hàng rồi, chỉ còn 3 màu thôi. 3 màu bên em cũng bán rất là hot luôn. Cần thiết là màu da và màu ruốc thì bán sẽ chạy nhất nha. Bây giờ em sẽ qua màu, qua mẫu nè. Cả nhà ơi, chia sẻ livestream giúp em, kêu gọi mọi người nha. Cho chị một màu size 36. Chị một màu nâu, ok chị yêu nha. Màu ruốc ha, Titan Nguyễn nha. Màu ruốc size 36 nè. Rồi cả nhà ơi, tranh thủ chia sẻ livestream giúp em đi ạ. Sao người đẹp thế này, cảm ơn Huy Nguyễn nha. Dạ, mọi người ơi, chia sẻ livestream giúp em, chấm cho một cái như này để em qua mẫu nha. Rồi tranh thủ chia sẻ livestream giúp em chưa ạ? Xin qua cạnh chị chứ. Đâu lắm, phải chị chăm cùng. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Rồi mọi người chấm cho một cái nha. Chỗ này nóng quá. Rồi cho em chấm thêm một cái đi nào. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha. Cái chị nào mà hỏi cái chị nào mà hỏi ngực không dây hay là gì đó thì bơi vào đây giúp em. Rồi ai thả tim quá trời vậy nè. Rồi mọi người chấm cho em một cái nè. Ngọc Trân nè, Vân Hồ nè, Phương Kio nè. Rồi nha, mẫu này là mẫu tiếp theo, mẫu số 3 nhà em nha. Mẫu em đang mặc là mã số 3 nha cả nhà. Mọi người ơi, chia sẻ chấm cho một cái đi ạ. Cái nào mà áo cưới được nha Trang Thùy ơi. Trang Thùy ơi, mẫu này được nha. Mẫu này được nè. Mặc bạn mặc áo cưới tạo khe hả, cúp ngực đều được nha. Cái này là bên em bán có dây nha mọi người nha. Cái này bên em bán có dây nha.